mã pí lèng, hay còn gọi là mã pí lèng, có nghĩa là sống mũi ngựa. Đây là con đường đèo hiểm trở thuộc tỉnh Hà Giang. Con đèo có độ dài khoảng 20 km, trên đỉnh núi có độ cao 1.200 m và nằm trên con đường hạnh phúc thuộc cao nguyên đá Đồng Văn, là sức hút mãnh liệt đối với những ai muốn đi du lịch Hà Giang. Các bạn đã đi qua con đường này hẳn là luôn tự hỏi về lịch sử đèo Mã Pí Lèng. Khi đến Mã Pí Lèng, nơi có tấm bia đá ghi thanh niên của 8 tỉnh gồm 16 dân tộc đã mất 11 tháng treo mình trên vách đá để mở đường. Và trên tấm bia đá này cũng ghi mất hơn 2 triệu ngày công lao động với nhiều bao hy sinh cực khổ thì con đường hạnh phúc được khai sinh. Con đường được xây dựng bởi 1.300 thanh niên xung phong cùng hơn 1.000 dân công thuộc 16 dân tộc nhằm giúp vùng núi tiến kịp vùng xuôi. Được khởi công bắt đầu từ ngày 29 tháng 3 năm 1959, con đường cuối cùng cũng được hoàn thành ngày 15 tháng 6 năm 1965, sau 6 năm dày công đục đẽo mà không có sự hỗ trợ của máy móc. Chỉ riêng đoạn đèo qua Mã Pí Lèng, dòng dã đã mất 11 tháng mới làm xong bởi 17 thanh niên trong đội cảm tử treo mình trên vách núi lấn từng cm mới có thể làm xong đoạn đường này. Để thể hiện lòng quyết tâm và tinh thần đối diện với nguy hiểm của mình, các công nhân đã đặt tại lán của mình 10 chiếc quan tài và truy điệu sống trong từng ngày làm việc. Đèo Mã Pí Lèng Hà Giang sau khi hoàn thành đã trở thành cái tên của con đường đèo hiểm trở nhất vùng núi phía Bắc và được ví dụ như vua của các con đèo ở Việt Nam. Với địa hình hiểm trở và cảnh quan hùng vĩ, Mã Pí Lèng trở thành một trong tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam. Nàng Cao Nguyên xin chào tất cả các bạn, chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Nàng Cao Nguyên đang có mặt tại đèo Mã Pí Lèng, một trong tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam các bạn. Hôm nay anh em mình sẽ đi giới thiệu cho các bạn cái cung đường đèo Mã Pí Lèng này. Cung đường này tại sao nó lại là cung đường thuộc top tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam? Vì cung đường này ngày xưa nó rất là nguy hiểm. Đấy là ngày xưa thôi. Bây giờ thì nó là một cái tuyến đường du lịch huyết mạch của vùng cao nguyên đá rồi các bạn ạ. Đây, ngay sau lưng anh em mình đây là hòn đá Yên Ngựa, phải không Hồng Cao Nguyên? Đá Yên Ngựa. Cái chỗ này là khu vực nguy hiểm này, cấm vào này, vì là ở chỗ này cũng rất là nguy hiểm. Rất là nhiều bạn trẻ đã từng, lúc trước chưa dựng cái hàng rào này thì có rất là nhiều bạn trẻ đi vào cái chỗ, đấy, mấy cái chỗ hòn đá Yên Ngựa mình sẽ ra đây cho các bạn xem này. Đấy, đứng kia, chỉ cần sơ sẩy một tí thôi là ngã xuống là không tìm thấy xác luôn các bạn. Đây là cung đường đèo Mã Pí Lèng. Anh em mình sẽ đi khám phá cái địa điểm đầu tiên của đèo Mã Pí Lèng Hồng Cao Nguyên nhé. Để anh em mình đi vào trong này trước đi. Yeah. Cái chỗ này cực kỳ là nguy hiểm luôn các bạn. Các bạn đi cậu phải bám vào cái hàng rào sắt này. Không cẩn thận này, đây trượt xuống dưới này là thôi. Là đi luôn. Hồng Cao Nguyên đã trèo ra ngoài này là lần nào chưa? Đây, chỗ này toàn cảnh chỗ này quá đẹp luôn. Những cái bạn nào mà ưa cái trò chơi mạo hiểm thì đi nhìn thấy những cảnh như này quá là thích thú luôn. Mình cũng vậy, mình cũng rất thích những cái trò mạo hiểm. Hồng Cao Nguyên sẽ đi cái lối mòn kìa. Thì mình sẽ thử thách đi cái chỗ khó hơn một tí. Đó, thấy chưa? Từ đây nhìn xuống này, quang cảnh vùng cao nguyên đá quá là phê luôn. Kia cái chỗ mình tay mình đang chỉ kia là vách đá trắng, hay còn gọi là vách đá thần, nơi ở của một cô tiên rất là xinh đẹp. Các bạn nhìn thấy đẹp không? Mình cũng đã từng làm một cái clip giới thiệu về cái vách đá trắng này rồi. Ở trên vách đá trắng này có một cái tuyến đường đi bộ dành cho bạn nào ưa thích thể thao, đi bộ trên cung đường đó. Hồng Công Nguyên đứng đấy làm gì ấy? Đây, mình sẽ đi đường bên này. Đi, anh em mình trèo ra chỗ cái mỏm đá bên kia xem nào, ngắm cảnh ở dưới, xem nó có phê không. Ở chỗ này đá sao hình như bị gãy à? À, không phải. Không phải gãy đâu. Wow, chỗ này quá đẹp luôn.
Đứng trên này chúng ta có thể nhìn xuống chỗ dòng sông Nho Quế màu xanh ngọc bích. Ở phía trong này này các bạn này là cái hẻm Tu Sản, còn được mệnh danh là cái hẻm vực sâu nhất Đông Nam Á. Cực kỳ là đẹp luôn. Ở chỗ phía này thì chúng ta cũng không thể nhìn rõ lắm cái chỗ cái hẻm Tu Sản này. Đứng đây cực mát nhỉ, Hồng Cao Nguyên nhỉ. Các bạn có thể thấy cảnh quan quá là mỹ mãn luôn, quá là đẹp. Ở dưới kia thì có thủy điện kia, thủy điện Nho Quế 1. Đó. Mình sang bên này đứng đây. Ôi dồi, wow. Quá là thích. Hình như em thấy có ai vào xuống hẳn cái kia chụp ảnh cơ. Đây, các bạn nhìn thấy đây, cái độ dốc. Bây giờ ngã xuống đây chỉ có tan xác thôi. Mang thìa mà đi vét. Ở phía xa xa dưới đang có vài người đồng bào đang làm nương sao ấy. Ở kia kìa. Vui làm. Đẹp nhỉ, đứng từ trên này quang cảnh quá đẹp. Từ chỗ này có thể quan sát được hết tất cả các khu gọi là du lịch của đèo Mã Pì Lèng. Ở dưới này có một cái mỏm đá Hồng Cao Nguyên xuống không? Đi anh em đi xuống đi. Để xem cảm giác đứng ở cái mỏm đá đấy nó có rô mốt không? Đi cẩn thận nhé. Chỗ đấy đá ấy nhé, sợ độ cao thì đừng dù vớt không sơ sẩy nhỏ thôi trượt chân hoặc là nhỡ tay một cái là xong phim luôn. Đứng ở đây nhìn xuống kinh thật. Mình đang đứng ở chỗ cái mỏm đá này cực kỳ là phê luôn các bạn ạ. Mình sẽ ngồi xuống thử thả chân xuống xem là cảm giác nó rô mốt không. Sướng lắm không ạ, cảm giác ấy. Ủa, chỗ này các bạn xem này, rơi xuống đây một phát là thôi coi như xong luôn. Nên là bạn nào mà đi du lịch, đi trải nghiệm ở chỗ cái mỏm đá Yên Ngựa này thì hết sức cẩn thận nhá. Ngồi xuống đây không muốn nhấc đít lên. Thích thật. Bây giờ địa điểm đầu tiên thì anh em mình cũng đã khám phá xong rồi. Chúng ta bắt đầu đi địa điểm thứ hai thôi nhỉ anh nhỉ? Anh em mình bắt đầu lên chỗ dừng chân của Mã Pì Lèng nhá. Vâng, vâng. Đi, anh em các đi nào. Các bạn đi theo anh em là Cao Nguyên nhá. Đi. Rồi, anh em mình đã có mặt tại địa điểm thứ hai. Đây là chỗ là địa điểm dừng chân của Mã Pì Lèng. Chỗ này thì có bán rất là nhiều cái mặt hàng của vùng cao nguyên đá. Những cái mặt hàng chủ yếu là nông sản là chính đúng không? Nước uống, thức ăn. Đèo Mã Pì Lèng thì thuộc đường cung đường Hạnh Phúc, Hà Giang, Đồng Văn, Mèo Vạc. Đó. Ngày khởi công là mùng 10 tháng 9 năm 1959, ngày hoàn thành là 15 tháng 6 năm 1965. Thành phần mở đường gồm 16 dân tộc ở các tỉnh này, Cao Bắc Lạng, Thái Tuyên Hà, Hà Tuyên Thái. Hà Tuyên Hà chứ nhỉ? Ừ. Đáng nghĩa là phải Thái Tuyên Hà, Hà Tuyên Thái nhỉ. Hải Hưng, Nam Định, riêng dốc Mã Pì Lèng, công nhân đã treo mình 11 tháng để mở đường. Ở phía trên này cũng có chỗ trên này chụp ảnh để mọi người lên chụp ảnh ấy. Trồng rất là nhiều hoa, hoa hồng rừng ấy, ở trên mình ấy. Khu vườn trên mây. Khu vườn trên mây. Thì anh em mình xuống dưới này đi. Đi. Đây là trung tâm thông tin du lịch và dịch vụ. Mã Pì Lèng. Đó, anh em vào trong này. Đây có cầu thang xoắn ốc đi hoa mắt chóng mặt thật nhỉ. Cái cầu thang này giống cầu thang ở cột cờ Lũng Cú. Mà khác mỗi cái là cái này làm bằng bê tông. Đó, cái chỗ đoạn bậc thang ở đây thì được làm bằng đá.
làm đúng theo kiểu phong cách đồng bào dân tộc ở trên mình luôn đấy nhỉ. Mỗi ruộng là vẫn có xi măng. Đá này là đá bé anh nhỉ. Xếp vào ấy thôi. Wow, đây. Xuống nhìn xuống này toàn cảnh sông Nho Quế đẹp nhỉ. Mấy hôm trước mưa xong nó đục đục, bây giờ xanh ngắt rồi. Đây cũng rất là nhiều các vị khách du lịch đi tham quan đèo Mã Pì Lèng, nhất là các vị khách nước ngoài. Theo thông tin mình nắm được ấy, thì cái đèo Mã Pì Lèng này được 11 người, có một đội quân như ở đội quân cảm tử ấy, là treo trên vách đá để đục đẽo rồi nổ mìn để làm cái đường Mã Pì Lèng đấy, mở đường. Ừ. Là lúc đấy là họ chuẩn bị sẵn quan tài trước mà xác định là chết, nhưng mà về cái thông tin những cái người mà hy sinh, những thanh niên xung phong hy sinh về ở cái cung đường Mã Pì Lèng thì mình không nắm rõ lắm, nhưng về cái nhân công ấy để mà hoàn thành xong cái cung đường Mã Pì Lèng này thì là hơn 2 triệu ngày công. 2 triệu ngày. Ừ. Gồm có 1.300 thanh niên xung phong từ 8 tỉnh như vừa nãy anh em đọc ở trên cái bia ấy, với lại là 1.000 người đồng bào dân tộc ở trên mình để hoàn thành cái Mã Pì Lèng này trong vòng 6 năm làm thủ công. Không thấy đỉnh cao không? Đoạn đường này khoảng 20 cây nhỉ? Đoạn đường này trải dài từ Đồng Văn sang là 20 cây. Em thấy bảo ngày xưa cái đường này cũng nhỏ lắm, chỉ đi được một cái xe ngựa thôi. Đúng rồi, cái chỗ này chỗ dừng chân của Mã Pì Lèng này. Nếu mà bạn nào mà đi du lịch thì đừng bỏ qua những cái địa điểm vừa rồi nhé. Về anh em tiếp theo anh em mình sẽ đi sang bên chỗ tượng đài thanh niên, là tượng đài để tưởng nhớ những cái người anh hùng thanh niên xung phong làm nên những cái con đường của đèo Mã Pì Lèng này. Đi. Hiện tại anh em mình đang có mặt tại điểm cuối của đèo Mã Pì Lèng. Ở đây là cái điểm cuối này, là cái điểm tượng đài thanh niên xung phong, nơi tưởng nhớ các anh hùng hy sinh, và rồi là tưởng nhớ đến những cái người thanh niên xung phong, rồi là đồng bào dân tộc của vùng cao nguyên đá làm nên cái đèo Mã Pì Lèng này. Cái tượng đài cực to luôn Hồng ạ. Làm bằng đá hết đấy nhỉ anh nhỉ? Hả? Có thể làm bằng đá, làm bằng cái chỗ này là bằng đá này, đây được đục này nhỉ. Con đường thắng lợi này. Đây là tượng trưng cho một cái bức tranh của 54 dân tộc anh em trên toàn Việt Nam đấy nhỉ. Yeah. Wow, tượng đài to, cực to luôn. Đã trèo được trên kia nhỉ. Anh không biết được. Ồ, chỗ này là đá khối này, nhìn này, nó từng tảng xong là được ghép vào, nhưng mà vẫn là đá khối hết mà được đục đẽo ấy. Ui, kinh nhỉ. Ồ, phía bên này là hình ảnh những cái người thanh niên xung phong của 6 tỉnh này đang đục đẽo này, làm toàn bằng tay hết này. Nó vẽ lại cái khung cảnh đấy. Đây này, xe thồ này, rồi cuốc xẻng này, hoàn toàn làm bằng tay hết. Lúc cái thời đấy làm gì đã có máy móc gì đâu. Đây em thấy có cái đo đường này. Đo đường hay máy quay? Không biết là cái đo đường cái máy quay luôn. Thời đấy em gì đã có đo đường đâu nhỉ? Chắc máy quay thôi. Ở phía bên này xem có bức tranh gì không? Đúng rồi, đây là bức tranh đồng bào này. Đồng bào rồi. Phía mặt bên này nè. Phía mặt bên này không có gì cả. Ở phía bên kia thì ở trên này thì chúng ta sẽ có một cái miếu hình như là để thờ cúng sao ấy. Phải không? Không có nghĩa. Chỗ này thì đang xây dựng lại đúng không? Gồm có bao nhiêu người đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 người đã hy sinh khi mở cung đường hạnh phúc này, đèo Mã Pì Lèng. Vừa rồi thì anh em mình cũng đã đi qua 3 địa điểm nằm trên cái tuyến đường du lịch đèo Mã Pì Lèng rồi. Nếu mà các bạn thấy video hay, hãy like và chia sẻ, đặc biệt hãy đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất nhé. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye.